Kim ơi. Chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Trời ai đó. Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này tích đích mẹ nó rồi. Không có xỏ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chỉ xỏ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. À. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị cái mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái đó. Gì đây? À. Qua tờ mê lồn. Qua tờ. Quá. Cái gì vậy, ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao, à, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà, nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết rồi, watermelon. Bà nó có đầu óc bà không nào, ông nghĩ bậy bạ không à? Ờ, cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hổng rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp đi ra đường đi mệt quá, không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra đập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm cho tôi làm gì? Stability. Là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi stability ai biết đâu mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là biết lòng chỗ tị với tôi mà quen tôi nói với nhau thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Đâu có gì đâu biết lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì đâu. À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà anh. Ôi, quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Ờ, giải thưởng lớn lắm. Nè thì Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? À lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ. Bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Ừ. Chạy lên nha. Đi ra đằng trước. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được. Cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa. Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không?
Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra nè. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập nhảy. À, ngậm hả? Ngậm gì cút vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy hay là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Ờ. Rồi. Giờ nó vậy mà ăn được trước coi. À quên quên nè, quẹo cái chân lại, quẹo lại đó. Dạ. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Đâu bò? Có bò hả? Không phải hả? Bà biết tôi không bò hả bà? Ờ, tao bò, bò. Nhảy tiếp hả? Đi. Woo. Đây. Woo. Trời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Quá trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy vậy? Ơi, cái sao tôi đưa? Bà nhảy tùm lum mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy đàng hoàng coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau tuy xa mà gần, cớ sao hãy sống cho tình yêu, sống trong mong anh khi tôi còn xa. Lòn hát, lòn hát. Hả? Lòn hát. Đỡ nổi không? Đỡ không. Không nổi. Đỡ. Không nổi đâu. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây, chàng qua húi. Không, tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi vô, tôi bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Sao? Mà tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha, ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi, tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Cái tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhuyễn. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi mình thi. Rồi. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại. Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm Thiếu Nga tôi mua diễn Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa.
gần gần kỳ cục chị ba. Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi, nhưng mà mình đi thi á là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi, để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau, ông đĩa hàng tôi hoài nghe ông nội. Đi ngõ này nè bà. Ờ, đi ngõ này hả? À. À, thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi. Nhóm nhạc gì? Accident. Accident là gì? Là tai nạn. Nhóm nhạc tai nạn. Thì cái nhóm nhạc em đặt vậy là đúng rồi. Tại vì mấy anh là gom góp từ những người bị tai nạn vô mà. Đâu tên của tụi anh là gì mà gom góp? Ông này tên gì? Giang Đung Si. Giang Đung Si là đọc theo tiếng Anh thôi. Còn tiếng Việt Nam là Giang Đụng Xe. Ông này chuyên môn bị đụng xe. Thôi. Chỉ một mình nó bị tai nạn thôi. Tên của anh đâu có bị tai nạn đâu. Tên anh làm gì không bậy? Bi Tông Đe. Bi Tông Đe đâu có bị tai nạn. Bi Tông Đe ngày xưa anh làm gì? Thợ xây. Đó anh thầu xây dựng, em đặt Bi Tông Đe là đúng rồi, là bị bê tông nó đè đó ông nội. Trời ơi. Nhưng mà tụi anh chỉ là dancer thôi. Vũ công thôi. Còn em là nhóm trưởng. Cái tên của em đâu có bị tai nạn đâu. Mà tại sao đặt cái nhóm tai nạn? Tên em tai nạn còn kinh khủng hơn tên mấy anh. Tên em là Kim Soli mà. Kim Soli là nói theo tiếng Anh thôi. Còn tiếng Việt là con kim bị so le. Là sao? Ủa, so le đâu ảnh hưởng gì tai nạn đâu em. Em đâu bị so le đâu. Hồi đó mấy ông kêu tôi ốm quá. Không có cái gì hết. Trước sau như một. Nghe lời mấy ông tôi đi thẩm mỹ viện. Về chưa có lành gì hết trơn à. Ông nhận mười mấy xô một lần luôn. Chở Honda mà chở ba nữa chứ. Thắng một cái là cái ấy của tôi nó ép vô vậy nó xoa le luôn à. Đó tại mày mà nhận xô cho dữ vô. Nó xoa le quá rồi, bây giờ tôi đâu dám mặc đồ tay đâu. Tôi phải mặc đồ này để che bớt sự xoa le. Đúng rồi. Bữa nay á anh thấy em nhảy đẹp đi nha. Trời ơi anh thấy em bữa nay hát hay lắm nha. Để chậm mà hôi cho nè. Gì vậy? Làm gì vậy? Em mắc cỡ quá. Trời ơi ca sĩ mắc cỡ. Tại vì từ xưa giờ khán giả không khen có mình mấy anh khen mà cả. Trời ơi. Em ơi, bữa nay em hát hay quá, em đẹp quá trời quá đất luôn á. Cảm ơn anh. Trời ơi, anh nói thiệt nha. Từ lâu rồi, anh có chuyện này muốn nói với em mà, anh chưa nói. Dành hả? Anh là người đầu tiên muốn nói điều đó. Anh muốn nói với em gì? Nói cái câu mà nó định nói đó. Anh muốn nói gì với em vậy? Mày định nói câu gì nói đi. À, anh tính nói là anh bị khùng. Ủa vậy hai người khùng hết á hả? Không có. Chứ muốn nói gì? Anh định nói là Sa Văn Hay Vô. Là cái gì ông nội? Sa Văn Hay Vô. Là cái gì? Là anh yêu em á. Tầm bậy. Nói tiếng Hàn cũng chật. Nghe nè. Răng anh văn xa. Ủa? Răng anh văn xa là sao? Anh yêu em. Yêu em gì mà răng văn ra xa? Đây nè, yêu mà không được yêu, tao đưa một cái là văn hết bây giờ. Kỳ cục quá à. Nói chung là... Nói chung là anh yêu em. Anh yêu em. Đó. Nói chung là vậy. Hai đó. Người cùng yêu mình. Không lẽ mình ốm mà quyến rũ dữ vậy sao?
Ôi hạnh phúc đến nó đập anh trong hứa. Mặt thiệt là bất ngờ. Em ơi. Dạ. Anh hứa sẽ đi hết cuộc đời với em. Anh hứa đi với em hết cuộc đời. Không, anh không như nó, anh không có hứa. Mà anh chắc chắn, anh sẽ chắc chắn đi đến với em cuối cuộc đời. Anh chắc chắn như vậy. Chắc chắn như vậy. Oh my god. Hai đứa này nó cũng nhắm rồi. Bị em cũng không có đi được hết cuộc đời đâu. Tướng cỡ này nửa đời là đai rồi. Có đây em ơi. Em ơi. Anh nhảy đẹp mà con nhà giàu nữa. Anh đẹp trai, nhảy đẹp hơn nó. Anh đi bay lấy nhau đi. Mà sao kỳ vậy mày? Anh đẹp trai hơn nó, anh nhảy giỏi hơn nó. Em không cần đẹp trai, còn nhảy em mướn ai nhảy không được. Nhưng mà tụi anh nhà giàu mà. Anh nhà giàu. Ừ. Em không có cần tiền. Ủa sao vậy? Anh sẽ bảo vệ em. Em đâu có ai giết chóc gì đâu bảo vệ. Nhưng mà anh sẽ lo lắng cho em. Em không cần ai lo cho em. Hai anh giàu lắm hả? Anh có muốn quà muốn tặng em? Muốn quà? Anh cũng có vậy. Chờ chút. Trời, nó đi đào cây nó tặng tôi chứ trời. Sao nè? Em quên Soli. 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 Bao nhiêu năm anh đi nhảy nè. Anh gom tiền á, mua chiếc nhẫn tặng em. Ôi đi em ơi, anh nè. Anh đi nhảy mệt lắm, anh mua sợi dây chuyền. Còn tiền tiếp người ta anh mua cái mặt nữa, anh hơn nó một cái. Yêu anh nha. Lấy em đi anh. Lấy anh nha em. Em nha. Trả lời đi. Em không biết. Biết làm gì khi có hai người yêu mình. Nỡ sao đành em không muốn ai đâu. Vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng, cũng khiến cho em thầm yêu. Yêu anh đi, yêu anh đi. Lấy anh đi em. Lấy anh đi. Bây giờ giữa hai người. Giữa hai người em biết chọn ai đây? Chọn anh đi. Em biết chọn ai đây? Chọn anh. Ồ, Biren. Biren. Em chọn Biren. Sole, Sole đi theo. Biren, tao đi theo. Đứng lại. Cái gì? Mày mập quá mày chạy lại không? Hay quá ha. Ha. Nghe tao hỏi nè. Cái gì? Mày quen Jolie lúc nào? Tao quen Jolie từ lúc thành lập cái nhóm Accident này nè. Trời ơi, cái chuyện đó tao không nói. Ý tao nói đây á, mày yêu từ lúc nào? Tao yêu lâu rồi. Lâu à? Lâu là bao nhiêu? 7 ngày. Mới 7 ngày bày đặt dành Jolie với tao hả? Tao yêu nhiều hơn mày. Mày yêu bao nhiêu lâu rồi mày nói nhiều hơn tao? Hơn mày 1 ngày. Tao được 8 ngày. Chấp mày luôn đó. Trong tình yêu không phải là vấn đề thời gian chứ sao, mà là vấn đề là sự hy sinh cho nhau. Hy sinh hả? Hy sinh, tao có hy sinh cho Soli. Mày hy sinh cái gì? Mày nhớ tuần trước không? Soli hát ở Seoul đó. Rồi sao? Đang hát, đĩa nhảy, tao đang nhảy. Đĩa nhảy cái tao té một âm. Chắc gân, bông gân luôn. Đúng không? Tao có bao giờ than phiền không? Trời ơi, chặt chân là chuyện nhỏ. Mày nhớ cũng gì mày bị chặt chân ha? Mà tao phải ra nhảy thế mày bữa sau. Bình thường á là nàng mang giày múa leo lên vai mày đúng không? Đúng 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 đúng. Bữa đó nàng chơi nàng mang giày cao gót à. Mà nàng leo lên đầu tao đứng nè. Lũng mắt rồi. Mà phải cao đầu đổ tóc giả nữa thấy mày. Nhưng mà vậy mà nó hy sinh. Nhưng mà Mày có yêu Soli không? Dĩ nhiên là yêu rồi. Mày có thương tao không? Mày là bạn thân thì tao cũng thương chứ. Vậy người ấy và tao, mày chọn ai? Chọn người ấy. Không lẽ chọn mày, tụi điên. Ha, bạn bè mà như vậy hả? Giành giật nhau hả? Được, tao biết. Tao biết cái gì mày cũng hơn tao. Dĩ nhiên. Thứ nhất, mày xấu hơn tao. Thứ hai, mày già hơn tao. Mà đặc biệt cái điều mà Julie thích mày, tao biết thích cái gì. Gì? Mặt mày ngu hơn tao. Chưa thấy ai mặt khờ như mày. Khờ nhưng mà có duyên được rồi. Ha, tao không cần biết. Bằng mọi giá tao sẽ chiếm được trái tim của Soli. Ôi đừng có mơ mộng em ơi. Trái tim Soli thuộc về tao rồi. Soli là của tao. 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 Tao đi kiếm Soli. Soli. Soli.
Năm nào tôi cũng ra đây tìm mấy ông, vậy mà mấy chục năm nay không gặp mấy ông. Đi đâu vậy? Bỏ một mình con Kim So Le này. Kỷ vật còn đây mà người xưa đâu rồi? Chắc là hai ông cũng đang êm ấm trong gia đình hạnh phúc. Có biết đâu mình tôi, ngày Valentine nào tôi cũng tới đây để chờ mấy ông không? 14 tháng 12, không biết dạo này mấy ông có bình yên chăng? Cho tôi nó ảnh hưởng cái tên tai nạn miết thôi. Cầu cho mấy ông được bình yên bên gia đình. Ôi, biết chừng nào mới gặp lại hai cố nhân. Xấu mà cũng được, xấu mà cho vàng là ok. Cũng gốc cây này giờ đã thay cây khác, mà tôi cũng chưa có cây nào. Chắc hai ông không bị gì đâu. Cầu nguyện cho hai ông được bình an. Mẹ thiệt. Trời ơi. Công nhận cái tên mà Văn Đung Si này của mình đụng xe. Nếu nó có hôn hay sao? Cứ năm nào đúng ngoài 14 tháng 2 là mình bị đụng xe. Công nhận vợ linh thiệt. À, cũng nhờ gặp ông bạn quý của mình, Bi Tông Si. Bi Tông Đe. Ông đâu rồi? Trời ơi. Ông ơi, lại đây. Cái gì? Tôi tưởng tôi mình tôi bị thôi, sao ông nãy tôi gặp ông lành lặn ngoài mà sao vừa thê thảm vậy? Thì đó, xe nó vừa tông ông. Tôi phải giữ cái thằng lái xe lại. Để cảnh sát tới làm việc. Hiểu. Nhưng mà tôi đâu ngờ đang đứng như cái nhà đang xây, nguyên bê tông rớt xuống bùm vô đầu. Trời ơi. Cái bà So Le đặt tên hay thiệt. Trời ơi. Bi Tông Đe, Bê Tông Đè. 14 tháng 2 năm nào cũng bị đè. Bây giờ không biết giờ bà. Giờ này bà đang ở đâu? So Le. So Le ơi. Em ở đây nè hai anh. Bà là So Le hả? Không phải. Không phải đâu. Tôi So Le đây. Không phải bà So Le. Không. Tôi là So Le. Không phải mà. Tôi là So Le, không tin thử đi, mỗi lần thử một bên. So Le mà. Thôi vậy đúng rồi ông ơi. Không ai can đảm bằng So Le hết trơn. Không ai. Tôi đây, mà. Không nhìn ra tôi sao? Bà. Tôi đây hai ông. Đi đâu đây? Mấy chục năm rồi không gặp hai ông. Tôi buồn lắm. Biết mà. Hay, nói cho hai ông nghe. Tôi gặp hai ông ở đây tôi mừng quá. Hai ông, ủa sao cũng còn bị thương bình thường vậy? Thì cái tên mà đạt đó, accident mà. Tên nó hơi có huồng chút, nhưng mà thôi, gặp lại hai ông tôi mừng quá. Tôi, dạo này tôi đang chuẩn bị đi hát nè. Hả? Mình vẫn còn đi hát hả? Sao? Bao nhiêu chục cái Valentine rồi, tôi ra đây tôi kiếm hai ông, mà sao hai ông cũng không ra tìm tôi? Hả? Đâu có. Ngày nào đúng ngày này 14 tháng 2 tôi cũng ra đây kiếm bà mà. Ông ra hồi nào? Ông ra giờ nào mà tôi không biết? 6 giờ chiều. Bà đi đâu đây? Tôi đi ra 14 tháng 12 là tôi ra đây kiếm ông, năm nào tôi không ra. Trời ơi. Tại sao mấy ông không ra kiếm tôi? Ông nói gì? Năm nào tôi cũng ra đây mà bà nói sao vậy? Thôi, ông đừng có quăng lựu đạn. Nè. 14 tháng 2 năm nào tôi cũng ra đây sao tôi không thấy ông? Ông đừng có đốt pháo nghe chưa? Ông mới là giật mềm á. Ông đừng có bỏ bom nghe chưa? Ông là quăng lựu đạn á. Nín đi! Ông nào cũng nổ hết. Tôi 14 tháng 2 nào tôi cũng ra sao tôi không thấy mấy ông? Ông đi mấy giờ?
Ông đi mấy giờ? Tôi đi 6 giờ sáng. Còn ông? 6 giờ chiều mát hơn. Ủa vậy còn bà đi mấy giờ? Tôi con gái mà. Đi ra đường ông biết mẹ tôi khó khăn lắm. Đúng. Thành thử ra tôi ra đường phải lựa giờ an toàn tôi mới đi. Tốt. Tôi đi lúc đó là 12 giờ phía. Trời ơi. Bà đi vậy à? Bà không sợ má bà la hả? Đúng rồi, bác gái nhà khó tánh lắm, đi khuya má la. Biết rồi, mấy ông biết tính má tôi khó mà. Đúng. Thành thử ra đó cứ bà dặn 12 giờ phía phải về tới nhà. Là tôi về trước 12 giờ 5 phút. Tức là 12 giờ kém 5 tôi về tới nhà mà má tôi chưa về. Trời ơi. Bà đi. Mấy giờ má bà mới về? 3 giờ sáng sớm. Trời đất ơi. Má tôi còn đi kinh khủng hơn tôi đó. Trời ơi, vậy sao ông bà không ra 6 giờ sáng để gặp được tôi? 6 giờ sáng ca sĩ còn ngủ không ơi? Trời ơi, không sao, không chịu 6 giờ chiều ra gặp tôi. 6 giờ chiều tôi đi hát. Trời ơi, 6 giờ chiều 6 giờ sáng mà tôi phải dậy. Dậy làm gì? Make up, hóa trang đó. 6 giờ chiều đi hát, 6 giờ sáng hóa trang. Đúng rồi. Hóa trang dữ vậy? 12 tiếng đồng hồ. Ngày xưa còn trẻ, đắp đắp lên nó đẹp rồi. Bây giờ già rồi, phải nặng từng chút. Bây giờ cái mặt tôi giống như nông thôn đang được đô thị quá, ông thấy không? Bà nội cha nó điện nó văng đầy hết trơn hết trời à. Đó, thành thử ra phải make up từ 6 giờ sáng tới 12 giờ là tôi vẽ xong cái mặt rồi. Trời ơi, vậy không ra gặp tôi. Còn phải độn người chứ. Già nó tuột hết trơn rồi. Mình phải độn mình nâng lên. Bà nâng lên cũng 2 tiếng là xong. Trời ơi, vậy sao không chịu ra gặp tôi 6 giờ chiều? Vừa nâng xong cái người là cái mặt nó xuống màu trở lại, phải đắp lại từ đầu. Trời ơi. Tới 6 giờ đi hát luôn. Trời ơi. Bà sao bà quá đáng quá. Rồi sao, bà đi hát, vẫn còn đi hát hả? Đam mê nghệ thuật dữ. Tôi vẫn đam mê nghệ thuật, tôi vẫn đi hát cho tới hơi thở sau cùng à. Nhưng mà có ai xem không? Có chứ sao không có. Có hả? Ngày xưa mình bán vé cho khán giả xem. Tới giờ này tôi hát cho từ thiện, tôi mời người tới xem. Ủa, mà người ta có đi coi không? Coi chứ sao không coi. Sao hay vậy? Trời ơi, đi coi vừa được coi văn nghệ, mà vừa được ăn, mà vừa được cho tiền nữa, ai không đi. Trời ơi, bà làm chuyện động trời không? Còn ông, sau khi bỏ múa giờ ông còn làm gì không? Tôi cũng còn múa như xưa bà ơi. Tướng tá vậy múa trâu coi ha. Bà đừng có khi dễ nha, học trò tôi 40-50 người không á. Trời ơi, vậy là thành vũ đoàn rồi hả? Ông múa cái gì? Múa dưỡng sinh. Múa. Sáng nào cũng ra công viên dạy mấy người già múa đó. Còn ông? Tôi cũng như ông, tôi cũng đi múa. Múa gì? Múa quạt. Sao già mà trổ bóng dữ hả? Bị bỏ bóng là quá. Tôi múa quạt. Nhóm tôi múa là 4 người lận. Ngồi múa không à. Múa gì là kì? Sao không hiểu? Thì xe bài ra quốc gì nè, tứ sắc đó. Trời ơi, ông quýnh bài. Ông quánh bài mà ông kêu ông múa quạt, à coi gớm không? Thôi được rồi. Tại vì buồn quá không có bà tôi mới chơi mấy cái đó. Đừng có đổ thừa tôi. Chắc bây giờ ông sống rồi gia đình ông hạnh phúc lắm phải không? Trời ơi, vợ con gì đâu mà hạnh phúc. Nó bị bê tông đè chết hết rồi hả? Bậy bạo mà, tôi chưa có vợ. Ông chưa có vợ? Còn ông? Chưa có con. Vậy là có vợ rồi hả? Hay là bây giờ tới đời con ông là không tông xe nữa mà lật nguyên kiếp? Bà đừng có bậy bạ mà. Đại khái là tôi chưa có vợ. Còn bà có chồng chưa? Em vẫn ở vậy đó. Nó ế tới giờ luôn à. Sao vậy? Cái gì? Nổi tiếng như bà, giàu có như bà là không ai đeo à. Tôi nói cho mấy ông nghe, ngày xưa hai ông giành giật nhau. Tới lúc này để không ai giành giật tôi. Hai ông giành giật đã rồi không ai cưới hết. Lúc đó tôi nổi tiếng như vậy, tiền bạc tôi có như vậy, danh vọng tôi có như vậy, nhiều người đến với tôi lắm. Không phải là tôi chê người ta, nhưng tôi muốn tìm một tình yêu chân thật như hai ông. Không có. Thành thử ở không luôn tới giờ. Gì? Hả? Hồi xưa tôi nhớ ông nói là ông khẳng định ông đi hết cuộc đời với bả phải không? Đâu có, tôi nhớ ông hứa ông đi hết cuộc đời với bả mà. Không có, tôi nhớ là ông hứa mà. Bây giờ vậy nè, ông còn yêu bả không? Yêu. Ông có thương tôi không? Bản thân tôi vẫn còn thương ông. Người ấy và tôi, ông chọn ai? Chọn ông.
Ủa sao chọn tôi? Chọn ông cho bà đó. Thôi tôi nhường cho ông đó. Thôi ông lấy bà hạnh phúc hơn. Ông lấy bà hạnh phúc hơn. Thôi mà ông lấy tao. Nín đi. Giờ có cho chị cũng không thèm đâu cưng. Nghĩ sao vậy? Hai cái cây này là cây ốm ốm này là của ông này, cây lùng lùng tròn tròn này là của ông này. Hai cây vẫn còn xanh lá mà hai ông héo queo thấy gốm không? Tôi nói cho hai ông nghe, nhưng mà dù gì đi nữa, giờ này già rồi, có lấy cũng mần ăn mẹ gì được đâu. Không lẽ về rồi ngồi đếm răng chừng nào nó rụng ha? Thôi dẹp đi, gặp nhau như vậy mấy chục năm vậy là mừng lắm rồi. Nhiều khi tâm trạng mà có ai như tôi không? Sao? Nổi tiếng, có tiền bạc mà giờ vẫn còn độc thân, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết người đàn ông. Trời ơi. Nhiều khi cũng nghĩ thèm mà buồn lắm mấy ông ơi. Biết làm gì khi có hai người yêu mình, nỡ sao đành em không muốn ai đâu. Vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng, cũng khiến cho em thầm yêu. Thế gian này đâu thiếu người để yêu, cớ sao lòng tôi chỉ biết yêu em. Mà đâu nào có anh, tôi đây cũng vậy, chót lỡ yêu chung một người. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đau bận lòng. Yêu ai và quên khi đứng giữa hai người, thật lòng em không biết phải làm sao. Nếu em là một ai khác, nếu như không có anh, thì hai ta đâu có ai muộn phiền. Chung nhau lời yêu thương, chung nhau nỗi giận hờn, giờ thì chẳng có ai được chi. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Thôi em đành ra đi, để khỏi thấy ai buồn, để không ai mang nỗi hờn đến. Sao không là một ai khác, nếu như không có em, thì cả ba đâu có ai muộn phiền. Bao nhiêu lời yêu thương, bao mơ ước hôm nào, giờ còn lại nỗi đau của ba người. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Thôi em đành ra đi, để khỏi thấy ai buồn, để không ai mang nỗi hờn ghét. Sao không là một ai khác, nếu như không có em, thì cả ba đâu có ai muốn phiền. Thật lòng em không bao nhiêu lời yêu thương, bao mơ ước hôm nào, giờ còn là ai nỗi đau của ba. Như vậy tại sao ông trời ơi cho ba đứa chúng tôi yêu nhau mà không cưới được nhau? 2+1 mà bằng không. Tao biết lỗi tại tao. Ai vậy? Ông trời. Trời né đi coi chừng trời quánh đó. Ai đánh đầu tôi nè? Ông nói luôn là thôi thiệt là thôi đi đi. Đi vô đây với tôi. Bữa nay tôi phải nấu, tôi đãi cho mấy ông một bữa. Đãi gì bà? Để mừng 3 ngày. Ngày ba đứa mình gặp nhau. À, đãi cái gì hả? Ở đây, ở xứ Hàn mà. Chỉ đãi canh chua cá kho tộ là ok nhá. tôi đi nghe. Em đi à. We'll be right back.
trong tim khuất xa dần biết đâu tìm mưa thu bay bay. Ê, tâm trạng được vui. Em hát cái bài đó là có lý do á. Mình thì chạy xe ôm mà taxi nó giành khách rồi. Buồn dễ sợ. Thời buổi giờ thiệt nhiều khi á, tân tiến quá nó cũng mệt. Mà mình chạy xe ôm phải chịu thôi chứ giờ làm sao. Ê, khổ. Xe ôm mà giờ đi ra bao nhiêu bánh bò bánh tiêu vậy á. Ai xe ôm không? Xe ôm không? Ai đi? Xe ôm. Xe ôm. Dạ chào anh. Anh đi xe không anh? À, anh đi đâu? Đi xa. Đi xa. Dạ, dạ, tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Dạ không thành vấn đề. Dạ vậy mời anh em lấy xe anh. Dạ. Đi đâu? Dạ. Anh mới nói em anh đi xa. Bộ muốn tưởng chở tao đi là dễ hả? Chứ sao anh? Cho tao hỏi một câu được không? Dạ được anh. Trời ơi. Anh hỏi đi. Mày thấy gương mặt của tao sao? Đẹp. Mặt anh đẹp lắm đó nha. Em coi phim Hàn Quốc quá trời luôn. Mặt anh còn đẹp hơn mấy thằng quốc đó luôn. Mày nói lâu. Mày nói thẳng đi. Đừng có vòng vo gì đi. Mày nói thẳng đi cái mặt tao sao? Mặt anh xấu chết mẹ luôn đó. Mặt anh á nhìn giống con chó Nhật đó. Diễn tả vậy luôn đó. Ê, ê, thẳng như vậy mày. Ủa sao anh bị em nói thẳng mà. Thẳng thì cũng thẳng từ từ thôi. Làm dạ, thẳng vậy. Dạ dạ vậy chứ ý mặt anh sao anh nói đại đi. Bình thường. Hả? Bình thường. À, mặt anh bình thường. Thầy thấy là bình thường rồi đó. À, dạ mời anh mặc bình thường lên xe nha. Em đi lấy xe. Đi đâu? Anh đi xa anh ha. Đâu phải muốn chở tao đi là dễ đâu. Ủa về vậy ý anh sao? Cho tao hỏi một câu nữa được không? Dạ được anh. Dạ vui lòng khách đến vừa lòng khách đi mà. Mày thấy cái body tao sao? Hả? Giống người mẫu. Model. Anh giống model. Đó, đẹp. Quá đẹp anh ơi. Nói lâu. Mày lâu. Mày cứ nói thẳng đi. Anh em mày cứ nói thẳng. Nói thẳng đi. Không chi gì mày phải sợ hết. Anh cho nói thẳng luôn hả? Thẳng đi. Nói thì không phải khen cha mẹ anh đẻ anh ra cái tướng bần chết mẹ luôn ha. Cái tướng này em nói thiệt với anh nha. Không phải model mà cái tướng anh nhìn giống cái mò cao rồi thằng ơi. Nó tơi tả hết trơn, nó trời thấy ghê quá đi. Nít. Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thẳng như vậy. Đâu biết anh thẳng với tôi thẳng giờ sao giờ. Tôi đâu dám quẹo khúc nào đâu anh. Vậy chứ bây giờ tướng anh sao anh nói mẹ cho tôi nghe cho rồi đi. Bình thường. Bình thường. Lại bình thường. Dạ. Thôi được, mời anh tướng bình thường lên xe. Đi đâu? Đi xa đó. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Khó quá rồi đó nghe. Vậy chứ sao anh? Bây giờ tao hỏi mày một câu nữa nè. Anh hỏi lẹ lẹ đi chứ vợ con em nha. Nó đói nó chết luôn anh ơi. Em khổ dữ lắm à. Anh hỏi gì anh hỏi lại. Tại sao? Sao anh? Tại sao nãy giờ tao hỏi mày mà mày không hỏi tao? Bây giờ mày hỏi tao đi. Mày cứ hỏi thẳng. Mày hỏi cái gì mày hỏi. Hỏi đi. Hỏi đi. Anh cho hỏi thẳng luôn hả? Ừ. Em hỏi thẳng luôn nha. Ừ. Anh có bị điên không? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày thẳng đi, mày cũng thẳng từ từ thôi. Thôi vậy em hỏi mé mé. Em sẽ hỏi mé mé, em không hỏi thẳng nữa. À, anh chích ngừa chó dại chưa? Không vừa lòng luôn hả? Làm sao cho anh vừa lòng đấy? Thì Đại khái thí dụ cho bây giờ mày hỏi tao là tình yêu. Tình yêu. Được đó.
Ờ thì thà vậy đi, anh nói mẹ vậy cho tôi dễ hỏi đi. Anh cứ dầm vô hoài. Bây giờ tôi hỏi vậy là anh có người yêu chưa? Khóc vậy là chưa có người yêu rồi. Có rồi mà. À anh có rồi, anh vui, anh xúc động. Vậy là anh có người yêu rồi. Sao thay đổi thời tiết nhanh quá vậy? Hạnh phúc quá hả anh? Chia tay rồi. Chia tay. Ồ. Ồ. Em hiểu tại sao anh. Dạ. Ê, giờ đi ha anh ha. Hỏi rồi, em hỏi anh rồi, giờ đi được ha anh ha. Đi được chưa? Sao vậy? Đi đâu? Đi xa. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Trên sao nữa? Rung rồi đó nha, em rung rồi, em bắt đầu rung rồi đó. Sao? Mày biết cầu Bình Triệu không? Biết anh, trời ơi, dân xeo em không biết cầu Bình Triệu, biết anh. Mày biết cầu ông Lãnh không? Dạ biết, trời ơi, gần chỗ em luôn. Thì mày có biết kế cầu ông Lãnh là có cái cầu chữ Y không? Dạ biết. Mà hình như gần gần cái cầu chữ Y nó có cái cầu Chà Già. Dạ đúng rồi, đúng. Mày anh... chở tao xuống cầu Cần Thơ đi. Anh quăng lựu đạn xa quá nha anh. Anh quăng xa lắm á, chứ không phải gần đâu nha. Ờ thôi được, giờ chở anh xuống cầu Cần Thơ cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi nói anh nghe, cái cầu Cần Thơ nó nối hai cái tỉnh lần á. Một là cái Vĩnh Long. Đầu cầu bên này là Vĩnh Long nha, đầu cầu bên kia là Cần Thơ. Anh muốn xuống bên Vĩnh Long là tiền khác, mà qua Cần Thơ là tôi tính tiền khác. Tao xuống giữa cầu. Anh ơi, em hỏi anh thiệt nha, thực sự ra đâu có ai ở giữa cầu đâu, ở giữa cầu cái sông mà. Anh ở nhà đó với ai? Tao đâu có đi tìm nhà. Chứ anh làm gì? Tao đi xa. Đi xa? Tao muốn bước lên cầu. Muốn bước lên cầu? Sau đó, tao bước lên thành cầu. Bước lên thành cầu chi anh? Tao giang tay ra. Giang tay ra chi? Nói tao to chút rồi. Tao hít thở. À, tập thể dục. Sau đó tao reo lên 3 tiếng. Anh yêu em. Không, vĩnh biệt em. Rồi sao nữa? Sau đó tao lộn xuống dưới. Tao mằn tồn mấy vòng. Sau đó tao chúi xuống. Mày thấy cái chết tao có đẹp không? Đẹp, chết đẹp lắm á. Có lãng mạn không? Lãng nhấp rồi. Nhưng mà tôi nói anh nghe, bây giờ tôi chở anh lên cầu cũng được. Anh nhảy xuống đó rồi lỡ có ai thấy tôi chở anh lên đó tưởng tôi đạp anh xuống. Vậy cái chết của anh ai chịu trách nhiệm? Thì mày... Nó có vô duyên vậy? Thôi bây giờ vậy tôi nói anh nghe. Dạ. Tôi khổ tôi mới chạy xe ôm. Bây giờ tôi lại anh nè. Giờ anh muốn gì tôi lại anh hết. Tôi giờ tôi cho tiền anh đi xe khác giùm tôi được không? Mày khi dễ cái mặt tao hả? Thế bây giờ tôi khổ quá à. Tức là từ hồi sáng tới bây giờ tao đi gặp 10 thằng xe ôm, trong đó mày là cái thằng thứ 11. Mà 10 cái thằng kia không bao giờ thằng nào chịu chở tao. Con mình mày chở em tao. Em hiểu tại sao 10 thằng kia nó không chở anh rồi. Em hiểu rồi, là tại vì em gặp hoàn cảnh giống như nó. Em mới biết là 10 thằng đó với lại em là tại vì tụi em khùng nên không chở anh. Anh tỉnh quá, không ai dám chở. Hả, vậy thôi ha. Vậy đi. Dạ, anh đi đi. Tạm biệt mày. Dạ, chúc anh thường lộ bình tĩnh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ. Không phải chở tôi đi là dễ đâu. Em biết rồi. Dạ. Xe ôm chở anh không được đâu. Chỉ có xe mà có rồng, có phụng mà màu đen, màu trắng đó. Chở anh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ, em nhớ rồi anh. Sơn. Ơi. Dạ. Cho hỏi câu được không? Ơi, mày đi đi. Cái thằng xe ôm mày chạy đi. Không có, em ra hiệu nó vậy thôi. Nhớ đó nhờ. Em biết rồi. Dạ không có, em bình tĩnh. Dạ. Sao xui dữ vậy? Hồi sáng giờ không có khách. Đốt phong long 2 lần rồi.
bây giờ vô đốt xe. Xui như quỷ. Xe ôm mà gặp cái gì đâu không? Xe ôm. Có khách. Có phải xe ôm không? Có xe ôm anh ơi. Ừ. Anh. Chào anh. Ừ. Anh muốn đi xe ôm anh? Ừ. Dạ, anh muốn đi đâu anh? Đi xa lắm. Xa. Ôi, con gian dái đừng cho con gặp giống hồi nãy nữa. Trời ơi, nó biểu con chở xuống Tú Cầu Mỹ Thuận nữa là. Tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi đi á, cho tao hỏi mẹ một câu. Hả? Giờ bữa nay nó xả là nhiều dữ vậy. Dạ anh hỏi đi anh. Anh cần một lực lượng xe ôm hùng hậu. Mày có chừng 20 chiếc không? Anh cần 20 chiếc hả? À. Trời em chút. Trời ơi tưởng anh ra hỏi là cái body anh sao. Được cái này thì được. Alo. Dũng Dũng. Ta cần 20 chiếc. 20 chiếc xe. 19 chiếc thôi, 19 chiếc. Bậy, 20 chứ không phải 19. Dạ không, em kêu nó tới 19 với em nữa là 20. Chứ lỡ nó tới 20 anh bỏ em sao anh? Đúng, đúng. Dạ, anh hứa không có bỏ rơi mày. Dạ, dạ. 20 chiếc. Chắc là đám cưới đám hỏi gì á. Người ta thích lạ mà. Vậy nha. Rồi. Anh. Sao? 15 phút nữa. 15 phút nữa tới phải không? Dạ đúng rồi. Chờ anh chút mình kêu bạn anh. Dạ em chờ. Chung anh ơi. Vậy khỏe rồi. Ui gặp gì đâu không. Bây giờ là ok rồi đó. Alo. Mày hả? Ừ. Nè ở đâu? Ở còn ở quán bà Ba Mập phải không? Được rồi ở đó chờ đó ha. 15 phút nữa tao kéo 15 thằng chơi khô máy mày luôn. Sao? Tao là giang hồ đổ máu chứ không đổ lệ. Thấy chưa? Mày không tin tao cái gì? Hả? Nói chuyện với đàn em tao nè. Nói chuyện đi. Nói. Alo. Dạ đúng rồi. Em ảnh nè. Bên em hả? Bên em 20 thằng. Sao anh? Ủa bên anh có 15 thằng hả? Chợ 15 thằng kêu 20 chi trời. Tốn tiền. Sao? Năng như đại trùng phu hả? Dạ giang hồ đổ máu không đổ lệ. Dạ không muốn chơi sao chơi à. Dạ quýnh chết mẹ em hả? Ủa anh sao tự nhiên ông đòi quýnh chết mẹ em à? Mày biết đi đâu không? Đi đâu? Đi chém lộn chứ gì đâu. Cái gì? Anh kêu xe ôm tới rặn chém lộn với người ta. Chứ sao? Anh rảnh quá. Tự nhiên sao đi chém lộn mắc mới gây chuyện người ta chứ. Nó xúc phạm anh. Nó làm gì xúc phạm anh? Nó đang ngồi trong quán bà Ba Mập. Anh đi bộ tới, anh gặp anh lịch sự, anh giơ tay anh chào nó. Nó không chào lại thôi. Mà nó con nhìn anh nó làm gì nè. Mà kế anh có con chó. Em không hiểu hả? Anh đứng ra ha. Con chó cái bên. Chó cái bên. Nó làm gì nè. Thầy ghét không? Ai vậy? Thằng Bảy Lé. Nó nhìn anh nè. Mà nó chửi anh là chó không? Xúc phạm anh. Anh em nói anh nghe nè. Gì? Anh ơi có thể là có sự hiểu lầm gì không? Không hiểu lầm gì chứ á. Anh điện thoại cho cái người đó em nói chuyện được không? Được rồi. Dạ coi chừng hiểu lầm. Tao kết mày rồi đó. Dạ. Ừ. Nói đi. Ông tên gì? Bảy Lé. Alo. Anh Bảy Lé, anh Bảy Lé. Em lên xe ôm. Đàn em của ai hả? Đàn em của ai? Tài chó điên. Đàn em của tài chó điên. Mà có chuyện gì không anh Bảy Lé ơi? Tại hả sao? Anh ghét ai kêu anh Bảy Lé lắm hả?
em xin lỗi anh, tại em đâu biết tên. Tại anh Tài nói vậy á. Anh Tài nói anh tên Mày Lé, em mới nói là tên Mày Lé chứ. Mà em hỏi thiệt anh có lé không? Ủa có lé thiệt luôn hả? Thì anh lé, người ta kêu lé chứ có gì đâu, đâu sao đâu. Cái đó đâu có gì đâu. Cái đó giống như từ chơi, nói chơi mà. Lâu thì mình lé, nói mình lé chứ có gì đâu. Thì giống như nếu mà mình lé thì mình chấp nhận mình lé đúng không? Mà à, chết mẹ, ông lên 30 thằng rồi. Cái gì? Ông nói ông ghét ai kêu ông lé, xong rồi em cứ lé. Em lên 10 lần lé, ông lên 10 thằng. Thằng này lâu cá thiệt. Ê, mày lé. Mày, cái gì? Mày lên 31 thằng hả? Tao nói chuyện với thằng em thôi rồi, mày tính ra mày. Mày chết hả? Được rồi, ở đây đi. 31 thằng hả? Yên tâm, 31 thằng không thành vấn đề. Mày kêu cho anh thêm 20 thằng nữa, mình kéo 4 thằng ba chơi 31 thằng đó. Anh ơi, xe ôm đâu nhiều dữ rồi. Kêu đi. Chết rồi. Nãy gặp thằng điên, bây giờ gặp thêm con chó điên này nữa. Chết tôi. Xui vô quỷ. Đi không coi ngày luôn. Alo Dũng hả? Dũng, kêu người tao 20 thằng nữa đi. Đi chém lộn. Ai biết hả? Sao mày chửi tao rảnh hả? Tụi bay bận hết rồi hả? À, vậy thôi để tao giải quyết cho. Nhắn với má tao là xuân này con không về nha. Sao? Anh ơi, xin lỗi anh. Xin lỗi gì? Bạn em bận hết rồi. Cái gì? Bận hết. Tụi bận cái gì? Bận hết rồi. À, tại vì lễ mà. À, thành thử đứa chở má nó đi coi bóng đá. Ừ. Đứa chở chị nó đi siêu thị. À. Đứa chở anh nó đi đá banh. À. Đứa chở chú nó đi bú. Cái gì? Đó. Cái gì? Chú nó đi sở thú. À. Đứa chở bà vú đi cho con nó bú. Bận hết. Mày đừng có xạo nha. Bận thiệt không? Bận thiệt đó, hết rồi. Mày léo mép lên nha mày. Không thiệt bận. Nói hồi giá mày nói là tao dẫn con tôi lụm lon lắm à. Hả? Không có. Hay là mày dẫn tao mua dép Lào? À, không có. Bận hết rồi. À, bận thiệt không? Dạ anh đi kêu khác đi nha. Ừ, được rồi. Tao tính gì? À, hay là được rồi, cho tao chút. À. Tao không bỏ rơi mày đâu. Nãy vô tao thấy mày tao kết mày rồi đó. À, em lại anh bỏ rồi em đi. Không, mày nói gì tao tự ái nha mày. À, thôi. Nghe. Không được nói vậy. Dạ anh đừng buồn đó. Dạ anh đừng cắn em là được rồi. Không biết có ngày nay. Alo. Không biết có hôm nay. Alo. À. Mày é hả? Tao nói é chứ phải lé nha mày. Mày lên 30 mấy thằng hả? Được rồi. Mày 30 mấy thằng với mày á, ở đó chờ đi. Một lát tao với đàn em tao qua. Chơi hết tụi bay, chơi khô máu tụi luôn. Vậy đi. Ai mà chơi? Có ai là mà chơi? Anh với mày. Hai thằng chơi 30 mấy thằng đó luôn. Em có đi học. Sao? Hồi xưa cô em nói là số 2 á, nó nhỏ thua số 30 mấy, 10 mấy lần á. Mày nhát quá, mày cứ nghe lời anh mày. Lấy xe, chở tao đi. Anh ơi. Mày làm cái gì vậy? Máy xe chưa nổ là em đã nổ trước nó rồi. Ôi mày nhát quá thì không biết nữa. Bây giờ đổi cách khác đi anh, chơi kiểu này chết em rồi. Thôi được rồi, để anh tính chưa? Bây giờ vậy, anh sẽ kêu đàn em tới tăng cường. Dạ được á. Trong thời gian chờ đợi. Dạ. Mày lấy chiếc xe. Dạ. Chạy qua quán bà Ba Mập. Dạ. Mày vô mày chỉ mặt từng thằng. Mày chỉ mặt 31 thằng đó. Rồi mày chỉ thẳng vào thằng Bảy Lé. Mày nói tao linh xe ôm, đàn em của Tài Châu Điên, một mình tao chấp hết. Đi đi. Bây giờ em qua quán bà Ba Mập. Ừ. Em chỉ vô mặt từng thằng. Ừ. Em sẽ hô to lên là tao là thằng linh xe ôm. Ừ. Em của thằng Tài Chó Điên, một mình tao chấp hết. Anh ơi, tụi nó mẻ dao hết. Nó chém em mẻ dao hết.
trước khi anh đi, có gì anh cho em biết bữa nay ngày mấy? Chứ vậy? Để ba má em biết làm đám giỗ. Thôi, bây giờ mày kém lộn mà mày nhát có vậy? Không, em cái máu em nhát lắm. Bây giờ vậy nè, em chỉ anh. Sao? Bây giờ để em đứng đây em chờ đàn em anh cho. À. Rồi anh qua bên quán bà Ba Mặt trước đi. Rồi sao? Xong rồi anh chỉ vô mặt Tường Hằng. Mặt anh giữ anh. Anh phải giữ anh. Ừ. Giữ như con chó vậy đó. À, à. Tao là thằng Tài Tô Đen. À. Đàn em của thằng Linh Xe Ôm. À, đàn anh? À, đàn anh của Linh Xe Ôm. Một mình tao chấp hết. Rồi cho địa chỉ nhà ba má anh. Chị vậy? Em sẽ dẫn hai ông bà đi hốt cốt anh. Tại vì cốt của anh nó không nằm một chỗ mà nó sẽ văng mỗi nơi mỗi khúc. Chỉ có một mình em nhớ mà thôi. Mày giỡn mặt hả mày? Giỡn mặt cái gì? Ừ? Bây giờ mày chơi không? Ừ? Mày chơi với tao luôn à? Má tao không quýnh mày, tao con mày đó. Mày chơi không? Cái gì vậy? Mày chơi với tao không? Hả? À, mày ăn no mày rửng mỡ hả? Mày vậy? Điên hả mày? Người ta nhìn lầm con chó, người ta kêu con chó mắc mớ tới mày. Hả? À, mắc mớ tới mày, mày nổi xung mày đòi quấn người ta. Hả? À, giờ mày chơi với tao không? Tao đập mày luôn à? Thôi mà. Tà tao chết ở đây chứ tao đâu ngu tới đặng cho nó chém mỗi nơi mỗi khúc. Thôi. Đồ khùng. Thôi bình tĩnh lại đi. Tại vì nãy tao nói thiệt với mày á, tao đi trên đường gặp nó, tao thử nó không phải là giang hồ, tao mới hù nó thôi. Ừ. Nhưng mà giờ mày nói vậy thì tao tỉnh ngộ rồi. Tao sẽ hứa là tao bỏ qua chuyện đó. Mày đặt phải không? Không phải là giang hồ, thôi đi mày đặt hăng máu làm gì. Ăn no cho mập rồi mỡ mày dư rồi mày thừa rồi mày lên máu rồi mày sung hả? Mày đặt mày đi lấy số cho người ta. Mày lấy số không tao đưa cho, cái số chạy hòm kìa. Thôi, được rồi, thôi bỏ qua ha. Ừ. Được rồi, thôi, bây giờ... Đi đi, cho ta làm ăn. Rồi, cảm ơn nha. Chứ gì đâu, bực mình, tưởng nó trúng cái khách xịn, cuối cùng đồ tàu lao. Cái gì? Đi thật đâu? Đi đâu? Là đem kiếm chết chết mẹ này cho tao. Thằng nào? Thằng em, thằng bé lé. Tao ra tao gặp tao chào, tao lịch sự xin lỗi đó. Nó không bỏ qua, nó còn cười khi dễ tao mày. Nó cười sao? Nó là đứa nào? Thằng Chính Hồ. Mất dạy, mày đã hô kệ cha ra đây. Mặt mới ảnh hưởng tới mày. Mày muốn lấy số nữa hả? Tao dặm mày luôn đó. Thôi thôi tao đi. Mày đi nhanh vậy. Cho hỏi một câu được không? Mày đi đi nha, mày hỏi câu gì? Hết chưa? Hết rồi. Chào khán giả đi rồi vô. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và thay mặt cho Khoa Nguyễn và anh Chí Tài gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị.